Hai, chào gia đình yêu thương của Út nha. Chúc gia đình yêu thương của Út buổi tối ấm áp người thân gia đình nha. Tối chuyện mưa quá trời, tận thế tới nơi nhiều quá trời. Chuyện đụng đụng ầm ầm mà tao nói mây đen xám xịt. Nói giờ thấy dự báo bên Đài Loan này kia nó thôi, sợ quá cả nhà. Rồi, chúc cả nhà vui vẻ nha. Nghe nói là anh Lê Tím ăn đơn đơn này không thoát được luôn á. Tự nhiên tự 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 tôi đầu đầu rọ chui đầu đầu rọ, bị hàm mã nhét đầu rọ. À, chuyến này hai đứa à, hai đứa đi chung mà, vô đó mà tự mà chăm sóc nhau nha, chứ không ai rảnh đâu chăm sóc. À, anh Lê Tím mà hàm mã mà bị bắt một cái á, là le le và lu lu á, im re luôn, không nói gì đâu, y chang như là bị thái tử bị bắt vậy đó. À, chị hai em, tôi chọn chị hai tôi giờ tem nha, tôi chọn chị hai tôi, dốt cổ cái bị bắt cái chị hai mất tiêu luôn, biến dạng luôn, mà nghe đồn chị hai là người báo báo ông giáo bắt bi thái tử. À, cũng chị hai tôi giờ cái con hà mã bảo vệ thủ lĩnh chủ nhân tự nhiên anh sang sòn nói là chủ nhân mà anh chưa nói tên ai á, cái hà mã nói ý là nói bàn thờ đó mày ơi, trời ơi tự mình khai luôn đúng không cả nhà. Rồi nay nói gì mày xào xíu đi cả nhà. À, mày xào à, tuyên bố sẽ dẹp dẹp hết 47 kinh, 46 kinh, 46 cộng một kinh nữa là 16. À, dẹp hết các YouTube giật tích câu view. Vậy bản mặt mình có giật tích câu view không hả 16? Hả? Mà tối ngày cái gò ni ni chuẩn bị chạy, ni chuẩn bị bắt, gò ni chuẩn bị ni bị tội gì rửa tiền, gò ni bị tội trốn thuế, gò ni ni chiếm nhà Hồng Loan, gò ni sẽ ni phái chồng Hồng Loan, rồi ni phái anh Nguyên Vũ. À, vậy mình có giật tích không hả? Mình đặt những tiêu đề vậy mình có giật tích hay không hả? Mà mình đòi dẹp các YouTube giật tích, rồi bản thân mình có giật tích không? Mình là chúa giật tích, mình chẳng những giật tích mà còn dốc láo vu khống bịa đặt người khác, bám vô câu chuyện nhà người ta, bám vô tên tuổi người ta để kiếm tiền từ đồng từ cắt để về nuôi chồng, không thôi chồng nó bỏ, biết không ma mì xào, đúng không? Mình là chúa hệ giật tích mà mình đi báo người ta, mình đi nói dẹp dẹp thử coi kinh mình bị đóng hay là kinh người ta bị đóng, dẹp thử coi. Mì xào củ chi hả, làm thử coi 46, 47 lá đơn thì nằm đâu rồi. Ừ, chơi hù hoài hả, dốc hoài hả, dốc láo hoài, nó quen tật, nó quen cái thói, người ta nói sống mà dốc láo nhiều quá sanh trộm cướp, đúng không mày sao hả? 46 lá đơn tới đâu rồi, sao tự nhiên chuyển thành phố, giờ thành phố lại chuyển về an ninh mạng, mà an ninh mạng chuyện thành phố mà thành phố không xử mà lại đi họp Củ Chi là sao? Mình gỡ đơn an ninh mạng thành phố mà mình đi họp Củ Chi là sao? Cuối cùng sao ngộ vậy? À, rồi gần một năm rồi mà ông giáo điều tra được có 20 kinh à, mà trong khi mình kiện 46 kinh, vậy chừng nào mới điều tra được hết 46 kinh? Tới mùa quýt năm sau hả? Mùa quýt năm sau hay là sao hả? Mùa quýt năm sau hay là mới xong hay là sao? Cho mình đủ sức khỏe không? Mình đủ sức khỏe để mình dẹp các kinh YouTube không hả? Mình là cái kinh chúa luôn, mình nói người ta có quyền online, còn mình nếu mình nói không có quyền online thì mình làm ơn mình tắt cái độ kinh tiền thì người ta tin mình không có quy củ lại, mình phe mình bịch tiền bịch vàng, mình phe là đại gia Củ Chi tiền ăn không hết, vậy bực kiếm tiền để làm cái gì, bực kiếm tiền để làm cái gì vậy hả? Mì xào củ chuối hả, hả bệnh cái nhà mì xào tắt kiếm tiền đi hả? Cái kênh mình á nó bẩn còn hơn là cái gì nữa, bài đặt nói người ta hả? Mình là chuyên giật tích, nào là Nguyên Gió ADN, nào là anh Nguyên Gió xin lỗi, những câu đó không phải giật tích không? Những câu như vậy phải giật tích hay không? Nào là Hồng Loan bán đồ kép chất lượng, nào là Hồng Loan mất trắng, nào là tìm được cha mẹ Hồng Loan nghe lời thám tử, nào là đi đi mười mấy năm, vậy có phải giật tích hay không hả? Nếu mà mình mà muốn dẹp các kênh giật tích cho view á thì mình dẹp cái kênh mình trước, tại cái kênh mình nó quá tệ. À, với một cái mác mà bông hậu, với cái mác bông hậu qua cái drama này rồi tôi thấy những bông hậu tự xưng tôi nổi da gà da vịt hết rồi, nổi da gà hết, toàn là dốt không dốt mà đã vô năm quá nữa. À, chứ không phải là dốt bình thường, nhiều người dốt như ta nói chuyện đàng hoàng tử tế lắm, còn này dốt mà vô văn quá nữa. Ừ, sân si sân hận nữa, đà muốn hơn người ta, muốn làm mẹ thiên nhiên má thiên hạ, nhưng mà cả đời không bằng gót chân người khác, mà lúc nào cũng muốn hơn người khác. Ừ, đào thai kiếp khác đi,
đào thai kiếp khác đi thì Mai Gia còn còn có thể là hơn đi, còn kiếp này thua rồi, hết nói nổi rồi, kiếp này thua rồi. Thân á thì thở không ra hơi, thân á thì uống thuốc hàng ngày để sống, mà kiện người này kiện được kia, giờ đủ sức khỏe không hả? Đủ sức khỏe tới mờ cái số 16 của tôi không, số cô hồn các đảng không hả, hay là mờ tới số 3 số 4 gì ngã ngang mất tiêu rồi hả? Đủ không, đủ sức khỏe không? Quá trời quá đất, dẹp người này dẹp người kia, giật tích cái view YouTube dơ, chắc mình không có dơ đâu mà mình thúi luôn, mình không có dơ, dơ còn giữa được, còn thúi là thôi bỏ luôn, đúng mày sao hả? Dơ còn đi giữa được, còn thúi bỏ thua thua đúng không? À mình nói người ta YouTube dơ giật tích câu view, mình là chúa đó, mình là chúa đảng giật tích câu view đó, là chẳng những mình giật tích câu view mà mình còn vu khống bịa đặt để hãm hại người ta, ngậm máu phun người đúng không nha, ngậm máu phun người giết không ai dám chơi với mình, giết không người nào dám chơi với mình xà luôn cả nhà không. Hà Mã còn có Lê Tím chơi, Tam Sơn thì chơi với nhau, đàn tàn quân Nha Trang thì chơi với nhau đúng không, là cần cờ nó chơi với nhau. Đặc biệt mì xào Củ Chi không ai chơi luôn. Tại sao? Tại vì có thói nói chuyện với ai cũng ghi âm, bất cứ nói chuyện gì cũng ghi âm, không có chuyện gì ghi âm. Trong máy mì xào bây giờ cái nhà, cái bộ nhớ nó đầy rồi, nó đầy rồi, không còn cái nào chứa. Ông bảo đảm luôn, bảo đảm nói chuyện bất cứ người nào cũng ghi âm. Bởi giờ Thám Tử tuy là cùng chửi Hồng Loan, nhưng mà Thám Tử không bao giờ kết hợp với mì xào. Nó biết cái thói mì xào, nói chuyện với ai cũng ghi âm, nói chuyện với ai cũng lưu lại để sau này làm cái chiêu trò để giống như thao túng người ta đúng không nha. Ai dám chơi không, cái drama này á, ngoài chồng nó ra nó không có chơi được với ai. Tại biết sao? Tại vì á thấy là tởm, mày thấy là tởm, chuyện gì nó cũng được á, chửi đi lưu linh lưu địa, không nhà không cửa, đại gia pha ke mà giờ khuyên đi về chồng con, ủa không nhà không cửa không chồng về đâu, về đâu giờ nói đi là không có tiền, không có cái có cái nịch mà kêu đi á, hãy đi lên vùng cao á giúp trẻ em miền núi đi. Tại sao, tại sao mình tự dỗ ngực xương tên, mình chụp hình bịch 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 tiền mà mình không giúp trẻ em miền núi mà mình lại kêu đi, trong khi mình nói đi là đại gia pha ke có cái nịch, không nhà không cửa, không nhà không cửa tiền đâu giúp, đã không nhà không cửa rồi thì tiền đâu mà giúp mà kêu, trong khi mình đi đến đó mình quay mấy đứa trẻ, tại sao mình là đại gia mà mình không chịu bỏ tiền ra cho trực tiếp đứa nhỏ luôn đi mà mình lên kêu gọi như vậy hả? Muộn qua cúng Phật hả, nghiệp quật tới đầu hả, hả toàn là kêu gọi không, cũng cũng giống như lên, cũng giống như con ve luôn, cũng kêu gọi giờ không sao kê mày sao đây nè, chuyên gia kêu gọi, kêu gọi tiền ở trên fan á để giúp đỡ người khác, nhưng mà không có sao kê, không có sao kê rõ ràng thì cũng ăn giống ve, nên thông cảm ve đúng không, chắc mấy năm nay chắc cũng lùa gà dữ lắm rồi, lùa mớ tiền mạnh thường quân trên kinh mình đúng không, mì xào đúng không, chắc ăn cũng dữ lắm đúng không, nên thấu hiểu cho ve, nên bảo vệ ve đúng không, mì xào làm lẹ đi, làm lẹ mấy cái đơn đi chứ không kẹp đó, tình hình nó thấy càng ngày càng ốm nhom, nhất là càng không kẹp đó, càng ngày càng teo héo là không kẹp đó, làm lẹ đi, hối thúc ông giáo làm lẹ lẹ đi, chứ mà mấy tháng rồi mà mới làm có 20 kinh à, còn 26 kinh nữa chừng nào mới làm xong hả? Giờ nghe nói kiện lang thang đường phố mà kiện hoài sao không thấy ai mợ vậy, kiện hoài kiện mãi kiện giết mà không thấy ai mợ, cái phái hù vậy, hù người ta không giật mình mà mình giật mình á đúng không, tại mình có bệnh, mình hù người ta không giật mình mà mình giật mình á, mình hù người ta mắc cười thôi à, ta mắc cười cho sự dốc láo của mình thôi, mắc cười cho sự lố lăng của mình thôi nộp đâu nói chuyện không có đầu có đuôi, nói chuyện đằng trước quên đằng sau, nộp thành phố mà lại làm gì cái cũ, đi làm gì Củ Chi là sao vậy, nộp thành phố mới phải xử chứ, mắc mớ làm với Củ Chi chứ không phải làm việc bốn lá đơn của con ve hả, bỏ 500 triệu ra mua bốn lá đơn hả, kêu ve giúp giúp đơn trả 500 triệu hả, hả trời ơi qua mặt được ai, qua mặt được ai. Nó chửi 46 kênh YouTube á, vì lợi ích mà dẫn dắt dư luận, cái bản mặt của mày xào là dẫn dắt dư luận chúa luôn á, dẫn dắt dư luận chúa luôn á, cái miệng cái mồm mình từng nói con ve ăn mười mấy tỷ, và bây giờ cái miệng cái mồm mình nói con ve là hợp lý, cái miệng cái mồm mình gán cho con ve cái án sao kê, lẽ ra ve phải hận, hận mì xào thấu xương luôn, phải đưa mì xào vào ủ tờ mới đúng, tại cái án sao kê chính là mì xào cắt nghĩa da, nên cộng đồng mạng từ đó lấy cái chốt đó và bắt đầu kêu ve sao kê luôn,
chứ lúc đó là ta chưa có biết đó, chính mình là người áp đặt mẹ con của Sáu này kia và sạc pin à, sai trái này kia để cho bị kiện. Và bây giờ chính mình cũng nói là ve hợp lý, vậy lúc trước mình câu quy câu like nên mình cố tình nói như vậy à, để mình câu quy câu like đúng không, à, cố tình bảo vệ Hồng Loan để được fan đúng không, vậy bây giờ được fan rồi cố tình nói ve đúng để lấy fan ve đúng không, đúng không? Vậy là rốt cuộc mình lúc trước đúng hay sai, lúc này sai hay đúng? Vậy mình là người câu view Chúa đó, dẫn dắt dư luận. Mì xào dẫn dắt dư luận ghê nha, dẫn ghê lắm nha. Dẫn mà fan nó nghe, nghe say sấy luôn. Nghe say sấy luôn. Nào là đi mười mấy năm, nào là rửa tiền, nào là đi trốn thuế, nào là bán bột mì, nào là sau này cướp nhà Hồng Loan, nào là chiếm chồng Hồng Loan, đủ trò đủ chuyện. Chuyện gì cái miệng nói ra cũng được, chuyện gì cái miệng hôi thú dình nói ra cũng được. Nè, không biết ai mà phong cho cái danh hoa hậu, tôi không biết luôn. Đâu đưa ra cái giải nào, cái bằng khen nào mà ai mà phong cho mình hoa hậu đâu. Hả? Hả? Bên hàng chắc bị lé hết trơn à. Lé hay gì đâu. Đúng không? Đâu vô cái giải nào đâu. Tự mua tự xưng. Tự mua tự xưng để làm giá trị con người mình cao lên. Để mà bán hoa. Bán hoa. Bán hoa nó mắc hơn. Có danh bông hậu bán hoa nó mắc hơn đó nha. Nói thì phải làm. Nói không làm ai coi giá gì hả mì xào hả? Kiện 46-47 kinh mà mấy tháng chờ không thấy động tình gì trơn, không thấy thở, không thấy địch cái nữa, ngộ vậy. Vậy giờ tiếp tục à, tôi nói là tôi làm thì làm đi, có ai cản đâu, có ai cản đâu. Tôi còn nhắc mà Út còn nhắc coi tới đâu mà ai cản mình đâu, mà nói là tôi làm đi, làm tới đâu rồi, tới ngã năm chuồng chó chưa hả, tới phòng cấp cứu chưa hả, tới chưa hả, tới nghĩa trang Bình Dương chưa, lên chỗ anh đặt một phần chưa hả, hả mày sao lên nghĩa trang Bình Dương đặt một chỗ chưa, để nghĩa trang Bình Dương giờ đắt lắm á, không đặt chứ không có chỗ đó, nằm lên đó đó, gần cậu Năm đó, mặt sức qua chửi cậu Năm đúng không mày sao. Mới thấy có người nè bệnh hoạn mà sân si vậy luôn á nha. À rồi, ông nói đợi cô tiên chứ đi à, nói đợi cô tiên đi, mấy ve giờ hối hận rồi, mấy ve xin lỗi làm và muốn trở lại như xưa như cô tiên, là thấy tình hình mà phản cô tiên nó thê thảm quá. À, phản cô tiên có 10 người xem à, không phản cô tiên là cộng 40 vé, 30 vé được 40 người cũng đỡ hơn. Phản cô tiên một cái, theo bàn thờ một cái, xui tận mạng. Đã Út cảnh báo con ve rồi, lúc mà nó chọn anh bàn thờ nó bỏ cô tiên là Út cảnh báo nó rồi. Út nói bàn thờ đang xui, bá vô le le xém chúng le le ở tù dù có ca. Bây giờ tự mình nhào vô, người ta đang giận xui mà tự mình nhào vô phần phản phúc cô tiên nữa thì số phận mình là vậy đó. Đó, giờ cô tiên giỏi rồi, cô tiên giỏi rồi, giỏi hơn rồi. Vậy sao bán vé có 10 vé bắt đầu hết hồn, hết hồn suy nghĩ là nói Út là đúng, tại vì bóng đa ba bàn thờ đang xui mà tự nhào vô, người ta đang xui mà mình nhào vô, bản thân ve đã xui rồi mà bàn thờ đang xui nữa, hai người nhào vô cộng xui. À, cộng xui thành ra nó xui tận mạng luôn. Vé bán trước một tháng mà bán đúng có 10 vé thôi, cả nhà ghê không? Tại sao vậy? Tại sao mà mình ngã ngủ về về đội anh bàn thờ mà anh bàn thờ không mua vé ủng hộ mình, không kêu vợ anh bàn thờ mua vé ủng hộ mình mà lại bán 10 vé vậy hả? Vậy là về đội dữ chưa hả? Về đội dữ chưa mà trong khi vợ anh bàn thờ vào nứt tường đổ vách mà không mua vé ủng hộ mình mà để mình có 10 vé thôi à? Giờ chồng thì thiếu người ta 300 triệu không trả, giàu dữ chưa, giàu mà sao bán xe như vậy hả? Giàu cũng ăn cũng để bán xe như vậy, đeo ba hột sòn giả cà dẹo đúng không, bao sòn giả con nó mới mẹ à. À, bên đây cô tiên lên tiếng rồi, cô tiên lên tiếng ở nhà đây, cô tiên lên tiếng à đây. Có cô em gái gửi cho mình hình này à, em bật cười ha hả, đúng quá đúng chứ, bất cứ ai có tài phản Facebook đều có thể trở thành thẩm phán à, để kiếm coi bên YouTube có ai biết họa à, hình ảnh này không à, phân tích loạn xạ kết tội tùm lum à, tưởng như à, thẩm phán gì ở trời đó. Có nghĩa là cô tiên này nói là những người nói cô tiên là à, thế này thế nọ thế kia thì cô tiên nói làm gì thẩm phán vậy đó à, ý là bàn thờ nói là à, bây giờ à, nếu mà ve mà theo cô tiên á thì ve sự nghiệp ca hát là xong hả, còn theo bàn thờ được hát mà nào ngờ theo bàn thờ nó còn te tu hơn lúc ở bên cô tiên á. Theo cô tiên còn được 40 vé, 30 vé, theo anh bàn thờ có 3, có 10 vé thôi. Cái đó đang xui, làm ơn đi à, né ra đi. Giờ còn nhào là ôm ông Kim Tử Long nữa, ông Kim Tử Long né, ông lấy tay ông che vậy nè,
Ông lấy tay ông che không biết mắc cỡ, nhào được ôm người ta, sao phản kháng được. Tự nhiên đâu ai đếm xỉa tới bàn thờ đâu, nhào vô ôm người ta. Giờ làm sao ông Kim Tử Long ông phản kháng được, đúng không nha? Ông lấy tay ông che nè, làm cái miệng thúi gì vậy, đúng không nha? Đó, dán lẹ da mày xào, lẹ nha. Chứ thấy tình hình không ổn rồi đó, lẹ đi, kiện gì lâu quá, là ông chết luôn.